thưa quý vị, bây giờ là khung giờ của bản tin tài chính thị trường. Sau đây là một số tin tức nổi bật chúng tôi sẽ đề cập trong bản tin ngày hôm nay. Mời quý vị cùng điểm qua. Dù FDI giảm có đáng lo, áp lực giới lãi suất cho vay giải pháp bình ổn. Quỹ tiền tệ quốc tế IMF kêu gọi các nước có chính sách tài khoá phù hợp. Thưa quý vị, 9 tháng qua, vốn đầu tư FDI và lĩnh vực bất động sản tăng mạnh và đạt con số hơn 3,5 tỷ đô la Mỹ, tăng gần gấp đôi so với cùng kỳ năm ngoái. Qua đó tiếp tục giữ vững vị trí thứ hai trong các nhóm ngành thu hút vốn đầu tư FDI từ đầu năm cho đến nay. Theo đánh giá của các chuyên gia, thị trường bất động sản công nghiệp cũng đang đứng trước cơ hội phát triển rất lớn nhờ tăng trưởng kinh tế được duy trì. Đón đầu làn sóng công nghiệp vào Việt Nam trong quý 2 đầu năm, chính phủ đã phê duyệt chính khu công nghiệp sẽ đi vào hoạt động trong giai đoạn 2023-2025. Thưa quý vị, thu hút vốn đầu tư nước ngoài FDI luôn là điểm sáng của kinh tế Việt Nam với mức tăng trưởng hai con số trong nhiều năm qua. Dòng vốn này tăng mạnh ở lĩnh vực bất động sản, nhưng do biến động kinh tế và địa chính trị trên thế giới nên nhìn chung có sự sụt giảm. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, về dài hạn triển dòng thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Việt Nam vẫn rất tích cực tác động từ dịch Covid-19 và cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine, ra. nhiều tổ chức quốc tế đều dự đoán tốc độ tăng trưởng của kinh tế thế giới trong năm 2022 và 2023 sẽ ở mức thấp. Vì vậy, các nhà đầu tư nước ngoài dày dặt khi tìm kiếm cơ hội đầu tư tại thời điểm hiện tại. Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, tính đến tháng 9, Tổng vốn đăng ký cấp mới, điều chỉnh và góp vốn mua cổ phần, mua phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài đã giảm 15,3% so với cùng kỳ năm 2021 và giảm 3% so với 8 tháng. Đồng nghĩa đây là tháng thứ 8 liên tiếp kể từ đầu năm, vốn FDI đăng ký mới sụt giảm so với cùng kỳ. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, đây không phải là xu hướng đáng lo ngại. Vốn đăng ký FDI vào Việt Nam nó suy giảm đây, tôi cho rằng là cũng không phải là đáng quan ngại vì năm trước tức là năm 2021 là có các cái dự án rất là lớn. Tuy nhiên năm 2022 này thì không có nhiều các dự án mà lớn như vậy. Và vì vậy mà cái vốn đăng ký nó nó suy giảm. Tuy nhiên cái vốn thực hiện của các doanh nghiệp FDI thì tăng trưởng rất là lớn. Gần đây, đại diện Hiệp hội Doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam cho biết số lượng thành viên đang gia tăng đáng kể, khoảng trên 10% so với đầu năm. Những thành viên mới chủ yếu là các doanh nghiệp đang quan tâm tìm hiểu về môi trường đầu tư của Việt Nam. Hiện tại, châu Âu đang trong thời gian rất khó khăn với chiến tranh tại Ukraine tác động tới năng lượng và lạm phát. Đối với những khó khăn ở bên trong, thì các doanh nghiệp rất khó để có thể tìm kiếm cơ hội bên ngoài. Tuy nhiên, Việt Nam đang có lợi thế rất nhiều so với các quốc gia láng giềng với mức tăng trưởng ấn tượng, khả năng kiểm soát dịch bệnh và duy trì sản xuất hiệu quả. Vì vậy mà tôi tin vào triển dòng thu hút đầu tư trong dài hạn. 9 tháng đầu năm 2022, giải ngân vốn đầu tư nước ngoài đạt mức tăng cao nhất từ đầu năm, tăng 16,2% so với cùng kỳ năm 2021 và tăng 5,7 điểm phần trăm so với 8 tháng. Các doanh nghiệp đang không ngừng phục hồi, duy trì và mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh. Điều này khẳng định nền tảng vĩ mô ổn định của Việt Nam, đồng thời cho thấy nhà đầu tư nước ngoài đã và đang tiếp tục đặt niềm tin vào môi trường đầu tư của nước ta. Ngay sau khi ngân hàng nhà nước tăng lãi suất điều hành lên 1%, nhiều ngân hàng thương mại đã đồng loạt tăng lãi suất quy động. Động thái này kéo theo lo ngại lãi suất cho vay sẽ tăng. Giải pháp nào để bình ổn lãi suất cho vay để tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp sản xuất từ nay cho đến cuối năm? Mời quý vị cùng theo dõi. 7,5% một năm hay 7,7% một năm thậm chí là 8,8% một năm. Lãi suất tiền gửi vào ngân hàng liên tục tăng nóng trong thời gian gần đây. Tăng lãi suất đầu giàu, về lý thuyết sẽ khiến lãi suất đầu ra tăng theo. Thế nhưng trong chỉ thị 15 mới đây, Thủ tướng đặc biệt nhấn mạnh tới việc phải giữ ổn định mặt bằng lãi suất cho dây, thậm chí nghiên cứu giảm lãi suất ở một số lĩnh vực để hỗ trợ phục hồi nền kinh tế. Mỗi ngân hàng có những chiến lược khác nhau để bình ổn lãi suất cho dây số hóa các cái sản phẩm dịch vụ thu hút được nhiều các cái nguồn vốn nó có một cái giá thành nó tốt hơn trong cái đoạn hiện nay để mà đưa ra một cái mức lãi suất cho vay nó phù hợp chung với thị trường hiện nay và cũng giúp cho các khách hàng của chúng tôi có thêm những cái giá thành và hoạt động sản kinh doanh ở phía ngân hàng phù hợp triển khai đồng loạt các cái giải pháp để hỗ trợ cho việc bình ổn lãi suất cho vay ở à, trong đó có thể kể đến như chúng tôi cũng sẽ tăng cường các hoạt động về dịch vụ tăng cường tiết giảm chi phí hoạt động các cái cơ cấu lại nguồn vốn huy động vốn để đảm bảo có tối ưu nhất cái chi phí huy động vốn và giữ được mặt bằng ổn định tập trung cho những lĩnh vực ưu tiên tăng trần lãi suất điều hành tăng trần lãi suất tiền gửi giữ nguyên trần lãi suất cho vay đồng thái này cũng cho thấy ngân hàng nhà nước đã tính đến các mục tiêu ổn định mặt bằng lãi suất cho vay đồng thời chúng tôi cũng đã có cái uh, vận động các cái tổ chức tín dụng tiếp tục phải ra soát để tiết giảm các cái chi phí hoạt động uh, của từng tổ chức và qua đó thì tạo điều kiện để có về mặt nguồn tài lực tài chính để giữ ổn định cái mặt bằng lãi suất cho vay hỗ trợ cho người dân và cũng doanh nghiệp. Bên cạnh chính sách tiền tệ thì giá trò của các chính sách tài khóa là rất quan trọng đối với người dân, doanh nghiệp và nền kinh tế trong bối cảnh hiện nay. Nếu chúng ta giải ngân thúc đẩy cái đầu tư công tốt hơn nữa, Đúng không? nếu chúng ta thực hiện được cái chương trình phục hồi và phát triển nhanh hơn nữa và vừa qua có một cái tin tốt lành tức là chúng ta đã sửa rồi cái nghị định 153 về phát hành trái phiếu riêng lẻ thì cái nó cũng là một cái kênh rất quan trọng để và doanh nghiệp có thể tạo được cái nguồn lực thêm cho mình. Khi chênh lệch giữa lãi suất quy động và lãi suất cho vay thu hẹp lại, ngân hàng càng quan tâm đến hiệu quả của đồng vốn và rõ ràng nếu doanh nghiệp không lành mạnh, không có phương án khả thi thì dù lãi suất có bình ổn, doanh nghiệp vẫn rất khó tiếp cận được nguồn vốn vay có giá ưu đãi. thưa quý vị, giá gạo xuất khẩu tăng 5 đô la Mỹ trên 1 tấn, giá thép trong nước thấp hơn 10% so với đầu năm là những thông tin thị trường đáng chú ý ngay sau đây. Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long duy trì ổn định so với ngày 4 tháng 10, trong khi đó trên thị trường thế giới, giá chào bán gạo xuất khẩu tiếp tục điều chỉnh tăng sau so nhiều ngày neo ở mức cao. Theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam, giá chào bán gạo xuất khẩu 5% tấm đang ở mức 428 đô la Mỹ một tấn, tăng 5 đô la Mỹ một tấn. Gạo 25% tấm ở mức 408 đô la Mỹ một tấn, tăng 5 đô la Mỹ một tấn. Theo các chuyên gia, giá gạo xuất khẩu tăng do tỷ giá đô la Mỹ và Việt Nam đồng đang tăng cao. Cùng với đó, thị trường Philippines và Malaysia đang có nhu cầu nhập khẩu lại. Giá tiêu tại thị trường trong nước điều chỉnh giảm từ 500 đến 1.000 đồng 1 kg. Hiện giá tiêu trong nước đang dần giảm sát về mốc 60.000 đồng 1 kg. Cụ thể, tại Gia Lai, giá tiêu hôm nay được thương lái thu mua ở mức 61.500 đồng 1 kg, giảm 1.000 đồng 1 kg. Tại Đắk Lắc, Đắk Nông, giá tiêu ngày 5 tháng 10 còn 63.000 đồng 1 kg, giảm 500 đồng 1 kg. Tại Bình Phước, giá tiêu ở mức 64.000 đồng 1 kg, giảm 500 đồng 1 kg. Tại Bà Rịa Tàu, giá tiêu mới nhất dao động quanh mốc 64.500 đồng 1 kg, giảm 1.000 đồng 1 kg. Thị trường thép trong nước ghi nhận giá thép vẫn giữ ổn định sau phiên tăng thứ ba liên tiếp từ ngày 31 tháng 8, tăng mạnh nhất gần 900.000 đồng một tấn. Tổng mức tăng của giá thép sau 3 lần liên tiếp từ ngày 31 tháng 8 đến nay là hơn 2 triệu đồng một tấn. Theo báo cáo của Tổng cục Thống kê, giá trung bình của thép xây dựng trong nước hiện đang ở mức khoảng 15 triệu đồng một tấn, tức thấp hơn khoảng 10% so với đầu năm 2022. Thưa quý vị, hãng sản xuất chip Micron Technology của Mỹ hôm qua đã thông báo kế hoạch đầu tư khoảng 100 tỷ đô la Mỹ trong hơn 20 năm để xây dựng một tổ hợp nhà máy sản xuất chip máy tính ở thành phố New York trong nỗ lực thúc đẩy hoạt động sản xuất chip tại Mỹ. Phát biểu tại cuộc họp báo của Micron, lãnh đạo phe đa số tại Thượng viện George Schumer khẳng định đây là dự án mang tính chuyển đổi cho nước Mỹ, cũng như là khoản đầu tư tư nhân lớn nhất trong lịch sử New York và có thể là cả nước Mỹ. Trong khi đó, lãnh đạo Micron khẳng định đây sẽ là cơ sở sản xuất chất bán dẫn lớn nhất thế giới, dự kiến tạo ra gần 50.000 việc làm ở New York, với vốn đầu tư giai đoạn 1 là 20 tỷ đô la Mỹ vào cuối thập kỷ này. Việc đẩy mạnh đầu tư sản xuất chip mới diễn ra tại Mỹ hơn một tháng sau khi Tổng thống Mỹ Joe Biden ký ban hành đạo luật khoa học và chip, theo đó trợ cấp hơn 52 tỷ đô la Mỹ cho hoạt động sản xuất và nghiên cứu chất bán dẫn trong nước nhằm tăng cường khả năng cạnh tranh với Trung Quốc. Tổng giám đốc Quỹ tiền tệ quốc tế IMF đã nhận định rằng Thế giới có thể tránh được suy thoái kinh tế nếu chính sách tài khóa của các nước nhất quán với việc thắt chặt chính sách tiền tệ. Phát biểu khi tham dự hội nghị an ninh lương thực tại thủ đô Riyadh của Ả Rập Xê Út, tổng giám đốc IMF bà Kristalina Georgieva cho rằng các chính sách tài khóa dàn trải và không có chọn lọc như giảm giá năng lượng và trợ cấp đang đi ngược lại mục tiêu của các chính sách tiền tệ. Các ngân hàng trung ương cần hành động quyết đoán để ngăn chặn lạm phát yếu tố tiêu cực tác động tới tăng trưởng và người nghèo, thậm chí có thể coi là một loại thuế đánh vào người nghèo. Người đứng đầu IMF cũng đề cập tới trách nhiệm của ngân hàng dự trữ Liên bang Mỹ Fed và kêu gọi Fed thận trọng trong các quyết sách tránh tạo ra những tác động tiêu cực tới phần còn lại của thế giới. Tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh trước đó cùng ngày, hội nghị liên hợp quốc về thương mại và phát triển cũng cảnh báo về các nền kinh tế phát triển tăng mạnh lãi suất và thắt chặt tài khoá có nguy cơ khiến nền kinh tế toàn cầu suy si thoái, kéo theo những thiệt hại nghiêm trọng hơn so với cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008 hay cú sốc đại dịch Covid-19. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin tài chính thị trường của Đài Phát thanh và Trường hình Long An. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.